Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với mình. Và đây, trên tay mình hiện giờ đang có 3 màu len ha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cái hình trái bơ nha các bạn. Đây, trái bơ. Mình cần có nó là 3 quần len này. Đây, màu vàng, màu đen và màu này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc nha. Đầu tiên các bạn sẽ móc màu đen trước này để mình làm cái hạt á. Vì là mình làm cái mặt cắt của nó thôi nên là mình sẽ sử dụng màu đen trước nha. Các bạn tạo cho mình một nút thắt đầu tiên ha. Một nút thắt đầu tiên này. Đấy. Các bạn có thể tự mình làm bằng kim. Đây, để mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bằng kim nhé. Làm bằng kim thì cũng khá là đơn giản thôi. Các bạn cứ bằng móc này. Kiểu người ta làm một cái vòng như này này. Như vậy nó cũng là một cái nút thắt đó các bạn, nhưng mà mình thì mình thích làm bằng tay hơn ha. Mình làm bằng tay cho các bạn xem nha. Đây, các bạn thấy thế nào? Thế nào dễ hơn hả? Rồi, các bạn móc lên chút. À, mình hay móc hình tròn mà, nên mình sẽ làm cái vòng tròn ma thuật này. Tròn ma thuật như này là đúng rồi mà mình này. What? Sorry các bạn nha. Thường thường thì mỗi buổi sáng sớm thì mình sẽ nói dòng nhỏ hơn ấy. Tài đâu nổi nổi đâu các bạn, mình ngủ dậy mà. Đây, lần này hơi khó hơn. Lần này khó hơn một chút xíu này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đâm vào cái mắt này cho mình khoảng bao nhiêu ta? Khoảng 5 đi ha các bạn. 5 mũi này. Là mình cần thêm 4 mũi nữa nhé. 2 này. 3 này. 4 này. Và 5 này các bạn. 5 mũi. Sau đó chúng ta sẽ thắt nó này nhé. Khởi lên ra này. Thắt lại nhé, rồi trượt hàng và nổi cái hàng này lại giúp mình với. Rồi là này. Đó, chúng ta đã nổi được một cái hình tròn rồi. Bây giờ chúng ta lại lên một xích này. Cứ một chân thì chúng ta sẽ móc vào đây 2 mũi. Lưu ý giúp mình là một chân chúng ta sẽ móc 2 mũi nha. Dòng mình nó hơi bị khan một chút xíu ha. Mới ngủ dậy mà trời thì nó lạnh nữa. Các bạn lưu ý giúp mình là một chân 2 mũi, 5 chân sẽ là 10 mũi ha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nối cái hàng này lại nhé. Trượt và nối hàng này này.
chúng ta đã có một cái hình tròn tiếp theo, hình tròn thứ hai này các bạn, nó nhỏ xíu quá. Đây các bạn có thể thấy được. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lên một móc xích ha. Lên móc xích tiếp này. Và chúng ta sẽ móc cho cái hình tròn này nó to ra nhé. Cách một chân thì chúng ta sẽ đem một chân này. Cứ như vậy ha. Đây. Chúng ta cứ móc từ từ như vậy, chúng ta sẽ được một cái quả bơ. Nó chỉ là mặt cắt thôi nha, mình có thể móc cái tủi quả bơ nữa nè. À, lần sau mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cái con gấu ha. Không biết là mình đã hướng dẫn các bạn móc con gấu chưa. Đây, các bạn có thể thấy được. Các bạn có thể thấy được là mình đã tạo được thêm một cái vòng tròn nữa, vòng tròn tiếp theo. Và bây giờ mình sẽ thêm một vòng tròn nữa nha các bạn, vòng vòng này kéo qua. Vậy là mình đã tạo được cho mình một xích này. Tiếp tục là những mũi móc. Đấy, cứ tương tự như vậy nha các bạn. Chắc thì nó cũng không có gì là khó khăn cả ha. À, cái phần này á, thì quan trọng là các bạn muốn móc to hay là nhỏ nhé. Các bạn muốn móc to thì các bạn sẽ làm cái quả này nó to lên một chút xíu nữa. Nếu các bạn móc nhỏ thì nhỏ thôi ha. Nhỏ như tay mình đang cầm là vừa rồi. Cứ móc tương tự như vậy nha. Rồi, lại lên ra này. Từng mũi nhỏ 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 như vậy nhé. Đó, các bạn có thể thấy. Nó là này.